わー、màu cam đẹp nhở? Ờ, màu. Ừ, chị thử nhá. Ừ, kem nó sôi rồi em ạ, bởi vì kem hay kem không đi sữa, chúng mình chỉ để một độ sôi vừa phải thôi. Nếu mà sôi quá sẽ không ngon. Bây giờ chị với bạn Su sẽ cùng nhau thưởng thức nhá. Xin chào tất cả các bạn, các bạn có giống mình không? Mình rất là thích ăn kem lắm. Đây là Mino này, đậu đỏ này, rồi cả kết kết này. Còn chị sẽ nấu tất cả. Đây là kem hộp đấy. Kem hộp. Này là kem đậu xanh em ạ. Nhưng mà em ơi, chị nói trước nhá, đây là một thử thách của chị và Lucy sẽ làm để cho các em xem thôi. Chúng mình không nên làm nhé, bởi vì là đôi khi là đậu những cái đồ như này rất là nguy hiểm đấy. Ví dụ như bạn Su mà nấu những cái này bằng bếp mà nguy hiểm lắm, nên các em đừng làm nhé. Bọn chị làm để cho bọn em xem thôi, xem là khi mà chúng ta có tất cả các vị kem vào thì nó có ngon hay không nhá. Bây giờ chị và bạn Su sẽ cùng nhau bắt đầu làm. Susie ơi, chị sẽ cho em chọn kem nào trước nào? Em thích kem nào nào? Bạn cái nhỏ đấy nè, chị sẽ chọn bạn cái dạng kem trước. Bạn ấy vẫn chưa tìm được đấy. À, đấy em bóc cho. Xong bây giờ em sẽ đổ vào đây. Bọn chị sẽ đổ tất cả các kem vào đây. Xong sau đấy bọn chị sẽ đun lên. Xem là khi mà kem đun lên nó sẽ như thế nào nhé. Thấy thiệt đi. Dạ. Su đang cho một hộp, là hộp gì nhỏ? Kem hộp. Kem hộp. Bọn chị sẽ thử kem Milo cho em nhé. Wow, rất nhiều loại kem đấy bọn chị. Đủ quá em để đổ lên cả đống cây em. Các em ơi, đây là cái kem Mino này. Wow, thơm lắm ý. Wow, chị cho hết cả đây luôn nhá. Chúng mình sẽ lấy ra sau nhá. Thôi cái hộp này để chị sẽ giúp bạn Susie nhá. Su ơi, em lấy que đi. Đấy, em lấy que này. Cái hộp này ngon lắm các em ạ. Không biết là tính nấu tất cả nó như thế nào ấy. Ngon lắm. Đây, bây giờ bạn Su của chúng ta sẽ bóc vỏ ra nhá. Không, em phải bóc vỏ ra chứ, ở trong này còn có ốc quế mà, đúng không? Em phải xé vỏ ra, bỏ giấy ra như này. Em nhìn thấy không? Là cái nồi kem của bọn chị hôm nay á sẽ rất là đặc biệt đấy, bởi vì có rất nhiều loại kem luôn. Em thích cái kem này. À, đấy em bóc đi. Các em ơi, các em đã đi ăn chưa? Kem, kem bao giờ chưa? Nhưng mà nó chỉ là kem sô cô la, nhưng hôm nay bọn chị sẽ làm rất nhiều thứ luôn. Kem đậu đỏ của em này. Su Si của chúng ta đang bóc cái kem trà xanh đúng không? Có cả rau này, cả trà xanh này, trà chua mát nhá. Đây, bao cái kem màu đỏ như thế này nhá. Đây, toàn kem của Milo đấy, rất là ngon các em ạ. Wow, kem trong lúc ra ngoài đã bị chảy rồi các em. Nên là bọn chị phải làm rất là nhanh thôi. Xong kem này chảy ra thì nó sẽ rất là ngon luôn. Không biết là tí bọn chị nấu lên như thế nào để Su nhập. Em ơi, em bóc đi. Dạ, em bóc cái kem này luôn. Em bóc cái này, kem này cho nó dễ này. Em ơi, đây là một cái trà xanh. Ô, đây cũng một cái sô cô la này. Hả? Wow, Su cắn thử không? Thử ngon quá. Bánh kích kết sẽ đẹp hơn. Em nhìn này. Em chỉ rất là sặc sỡ rồi ấy. Wow, đây cũng có kem cùng bạch hình như lại ngay này. Em cắt đi, em cắt đi. Đây. Nó dày quá. Đây. Hình một con bướm của em ạ. Và Su của chúng ta sẽ có nhiệm vụ cho vào nhé. Và Su của chúng ta cắt chưa khéo lắm các em ạ. Em không biết cắt này. Đấy, em cho vào thì chị sẽ cắt cho. Ôi, cái kem gì nhỉ Su nhỏ? Sô-cô-la. Kem sô-cô-la các em ạ. Chị với bạn Su Si hôm nay có rất nhiều loại kem luôn. Đen đen đen. Wow. Kem gì đấy? Kem xúc-xích. Kem gì kem xúc-xích các em ạ? Bạn Su Si có thích kem này không? Có. Đấy. Các em nhìn kem của chị đẹp chưa? Xé cẩn thận đấy Su nhé. Ôi, còn đây còn có cả kem đậu xanh này. Ôi, nhưng mà hình như là do lúc chị mua về ấy, đi đường ấy, à một số kem của chị đã bị chảy ra rồi đấy. Nhưng mà thôi chị cũng cho hết vào đây nhá. Vì nhiều vị nó mới ngon mà. Em à. Không biết bóc. Ú, mà dù chúng ta bóc hết được rồi. Em bóc cái này đi, em bóc cái này ra sẽ bóc. Để ốc quế chị bóc cho. À đây là một cái kem dâu của em ạ. À, chị thấy thích thú với cái nồi kem của chị rồi đấy. Không biết các em như thế nào nhỉ? Wow, một cái mình đẹp thế. Ngon nhỉ. Kem này nữa này. Đấy, còn rất nhiều loại kem luôn. Chú bóc đi. Chị cũng sẽ bóc. Đây này, đây này. Kem này chắc bạn nào cũng ăn rồi đúng không? Bỏ
chị cũng thế mà chị cũng hay ăn kem này lắm. Ô chị cắt hộ em cái. À, bây giờ cắt giúp nào. Ô cái kem này màu đẹp nhở? Vâng. Kem này rất là ngon luôn đấy. Không biết là như nào. Chị rất là hồi hộp. Em cũng rất là hồi hộp đó. Thôi chẳng chị là hồi hộp nữa thôi. Ngon lắm ấy. Đúng không? Nó giống vị gì nhỉ? Ui màu cam đẹp nhỉ? Ờ à, đúng rồi. Xong rồi chúng ta đã thả hết vào đây với em ạ. À. Đây chiếc kem sô-cô-la của chị đây. Trời ơi cái này do vận chuyển quá. Ông tính xinh đẹp thế. Để em bóc xuống xúc nữa. Ồ cái này của chị cũng bị chảy ra rồi này. Đó khi chị mua về đấy. À một chiếc sô-cô-la nữa. Wow. Các em ơi, chị nghĩ là kem như này mình khi mà mình đun lên rồi ấy thì chắc là viêm họng còn ăn được các em nhỏ. Nói chung chúng ta viêm họng mà lên thế này chắc là bạn còn ăn được đấy. Ngon lắm, quên ngủ ấy. Thử cái gì? Đẹp. Ngon không em? Nèm. Nhưng mà viêm họng mặc dù của chúng ta rất là thích. Bạn ấy đang ngủ một đẹp. Thôi thế thôi em. Thôi thế thôi mà. Một thầy nữa thôi. À, một tiếng của chúng ta đã rất đẹp rồi. Rồi, nào chúng sẽ cho tiếp một nữa. Chị tưởng đây là cái kem không? Khoan cho bạn Du ạ, bác vẫn cho vào rồi. Bạn để bỏ làm chị lại tưởng là cái kem rồi. Du cố lên Du. Du thì to thế. Đây này, thì to đây. Thêm thấy không? Này bọn chị à. Wow. Bạn Du đã giúp rồi. Cái gì này ngon lắm ạ. Ngon quá. Thế mà kem đậu xanh ngon lắm, đúng không? Kem khoai môn. Rất là ngon. Em ăn cả chocolate nữa. Chocolate. Ngon lắm, ở đây còn một người nữa. Su còn đang mải ăn đấy mà lại không chịu bóc ra em ạ. Su còn đang... Để chị xúc cho chị đỡ xúc. Không biết nồi kem này chúng ta nấu lên nó sẽ như thế nào nhỉ? Ngon lắm ý. Bây giờ các em ơi. Cho bọn chị thưởng thức một tí nhá. Sau đó bọn chị đun nhá. Ngon quá. Rồi bây giờ chị sẽ bật bếp nhá. Các em sẽ cùng với bọn chị khám phá khi tất cả các loại kem nào chảy ra nhá. Không chờ đợi, bọn chị sẽ ăn thử. Su thấy kem ngon không? Kem thật xanh rất là ngon luôn. Sô-cô-la ngon, chị thích nhất là khoai môn. Quá, ngon chưa? À, đang bắt sôi, bắt đầu sôi rồi, nồi kem của chúng ta bắt đầu sôi rồi em ạ. Quá, Su ơi, Su có thích không? Ăn thử đi. Bây giờ chị sẽ xúc thử trà xanh với sô-cô-la xem nó ăn sẽ cảm giác như nào nhá. Anh thích thử khoai tây với cả ngon lắm. Trà xanh với cả rau tây thôi nào. Ừ, em ăn em cảm nhận nó mùi như nào? Wow, ngon lắm. Ngon lắm à? Ngon thật. Thôi mới chỉ nói thật là mình ăn mỗi một kem có một vị, nhưng mà khi mà chúng ta nấu kem như này ấy, vị cực kỳ ngon em ạ. Rất là ngon. Và nó cũng không còn lạnh nữa. Vì vậy các bạn nhỏ như bạn Su của chúng ta sẽ ăn không bao giờ lo viêm họng đúng không? Bởi vì thực ra bây giờ bạn Su đang bị viêm họng đấy. Nhưng mà hôm nay bọn chị vẫn làm, bởi vì là chị nghĩ rằng khi mà mình nấu lên như này kem nó rất là ấm, ô các bạn nhỏ cũng có thể ăn được. Ngon không em? Lấy nhiều của em được đấy. Đây này các em, bây giờ chị mới lấy được của em ra này. Chị sẽ lấy quay ra luôn. Cẩn thận đấy. Cẩn thận Du ơi, nóng đi em nhá. Ôi chiếc kem xinh đẹp của chị nó cũng bị tan ra hết rồi. Nóng lắm các em ạ, nên là các em phải cẩn thận nhá. Nhớ lời bọn chị đấy, đừng làm một mình như thế này nhá. Đây là chỉ là bọn chị chỉ làm cho là thử nghiệm thôi. Ủa, ốc quế không tan này Su này. Chị thử nhá. Kem đã sôi rồi các em ạ, bởi vì kem cũng như sữa, chúng mình chỉ để một độ sôi vừa phải thôi. Nếu mà sôi quá sẽ không ngon. Bây giờ chị với bạn Su sẽ cùng nhau thưởng thức nhá. Vô cùng ngon luôn Su ạ. Có bởi vì bọn chị mua được có sô cô la này, có trà xanh này, có cam này, có cả vani này, có cả khoai môn này, nên là khi bây giờ ăn nó có vị ngậy ngậy đâu đấy, tất cả các loại luôn. Nào thôi ăn thử nhá, thử đi xem mà cảm nhận cho các bạn xem nào.
Ngon không? Nóng. Nóng. Đấy. Ừ, kem rất là ngon các em ạ. Kem kiểu như thế này cũng giống như mình ăn đi ăn lẩu kem sô cô la các thứ ấy. Nó đều như thế hết luôn. Đó, không có cái gì mà à, đây là ốc quế và đã tan rồi các em. Ừ. Các em ơi, bây giờ bọn chị sẽ cùng nhau ăn thử nhé. Và các em sẽ cùng chị ăn thử. Chị đã chuẩn bị một ít bánh như rồi, sẽ ăn thử cái kem sẽ thế nào nhé. Và Sù chúng ta rất thích cái bánh quế này các em ạ. Đây là chị thích kẹo Sù đấy. Chấm không? Bọn chị sẽ thử cho chị chít vào nhé. Các em thành to như thế nhé. Chị sẽ ăn thử kem với chị chít nhé. Ngon hả kẹo? Còn lấy chị chít là vì hoa quả rồi đúng không? Ngon đấy. Chua ăn rất là ngon. Ừ, rất là. Không nhận ngon. Đúng không? Dạ. Chấm cái này nhé. Ê, chấm cái này. Một quẹt. Wow. Thật sự của chúng ta quẹt ác quá. Chị rất thích ăn kem luôn thế này ạ. Ngon nhỉ. Thử chấm bánh nhạo nhé. Chị đã chuẩn bị một số bánh đấy, và bọn chị sẽ ăn thử xem là ăn cái kem này với bánh gì sẽ ngon nhé. Đây, xuống đây giờ. Chấm thử đi xem ngon. Mình ăn với cái bánh quê thì hơi ngọt đúng không? Ăn bánh gạo chị nghĩ là vừa ấy. Ăn bánh gạo cũng ngon, bởi vì bánh gạo có vị hơi mặn rồi. Bánh mối quê. Bánh mối quê luôn. Chị sẽ lấy thử kẹo mút nhé. Còn nóng không em? Như thế này ăn thì sẽ không ngon vì viêm họng đúng không? À, ăn bánh kẹo không ngon à? Ăn bánh quê không ngon? À, ăn bánh kẹo mút à? Được, chúng mình sẽ ăn thử bánh kẹo mút. Biết đâu ăn bánh kẹo mút này ngon nhỉ? Bánh kẹo mút này có bóc tích. Từ từ, chị bóc chị sẽ cho em. Chị sẽ cho em là người thử đầu tiên mà. Em nhỏ nhắn mà. Chấm thử với kem đây nào. Em muốn chị ăn với cả kẹo mút đó em ạ. Ăn chín chín rất là ngon đấy, chị thấy thơm lắm. Chị thích ăn chín chín rồi. Quanh này có sẽ có thịt ngon nữa. Ừ, ăn thử nào. Thành gì nhỉ? Kem kẹo mút. Rất là ngon, vì cái này chua chua ngọt ngọt. À thế à? Ừ, công nhận nhờ. Và mùi thơm của kẹo mút đúng không? Ngon, bánh xù của chúng ta thích thế nào? Bánh xù của chúng ta cũng rất là khó ăn nhé. Nhưng mà thế mà hôm nay cái món này bạn ấy kêu là rất là ngon đấy nghe. Thì chị nghĩ là các em ăn sẽ rất là ngon. Nhưng mà nếu mà các em muốn làm một món kem nấu như là các em thì nhờ ba mẹ nhé, đừng tự mình làm nhé. Rất là nguy hiểm đấy, bởi vì đến điện và đến lửa thì nó đều rất là dễ cháy, nên là rất là ảnh hưởng đến các bạn nhỏ. Nên là chúng mình đừng làm nhé. Chúng mình chỉ làm cho người lớn thôi. Cô bảo Xu có vẻ thích là chấm kẹo mút với kem hơn là ăn với cả bánh ấy đúng không? Em chấm cái này với thầy kẹo mút sô-cô-la. À đấy, chị thì ăn với chip hơn. Chị chấm vào đây ngon lắm. Con Xu, Xu ơi, chúng mình ăn thế thôi, bây giờ chúng mình cùng nhau chào tất cả bạn em. Xin chào các bạn, các xem của mình rất ngon rồi mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào các em nhé, các em xem ủng hộ bọn chị nhé. Các em muốn kem bọn chị nhé. Em thích ăn quá. Bọn Xu chúng ta rất thích em.